Xin kính chào toàn thể anh em và quý khách hàng. Mình là Trường Giang, chuyên kinh doanh các dòng xe tải, xe ô tô đã qua sử dụng tại Cần Thơ. Số điện thoại liên hệ của mình là 0939529686. Đến video ngày hôm nay giới thiệu cho anh em một con xe Honda Civic đời 2011, đăng ký lần đầu 2012, xe một đời chủ. Mình sẽ quay tổng thể cho anh em xem trước. Con này là 1.8 số tự động. Xe chạy chuẩn 115.000 cây. Bao anh em kiểm tra test hãng các kiểu. Camera ve, camera hành trình đầy đủ. Nội thất như mới nha anh em, rất là đẹp. Đây. Anh em nghe tiếng cửa đóng là anh em biết ngay. Mình sẽ quay cái máy cho anh em xem. Xe này rất là đẹp. Một cái bàn đây. Gốc này ở Cần Thơ nên về cắn đụng ngập nước thì nọ thì mình bao cho anh em. Rồi anh em nào có nhu cầu xài con xe này thì liên hệ cho mình số điện thoại 0939529686. Cảm ơn anh em đã xem video, hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.